Cứu coi không cứu tôi với. Mấy bạn ơi cứu Thắng. Ngày hôm nay Thắng lại bị ông cảnh sát đụng phạ bắt vô tù rồi. Và ông đấy đã nâng cấp cái quả nhà tù cũng đấy thành cái quả nhà tù laser. Nhìn thế này mấy bạn ơi. Wow, nhà tù như thế này thì làm sao mà trốn thoát được ra ngoài. Có mỗi cái cánh cửa để ra vào thì nó không bằng laser thôi. Còn đâu là mấy cái khung sắt này là bằng laser hết đây này. Chỉ cần chạm một phát thôi là ôi giời ơi, Thắng không phải ngồi tù nữa mà là Thắng ngồi ở bên dưới lòng đất rồi. Mới chả hiểu cái ông cảnh sát đụng phệ kia bắt mà Thắng về để làm cái gì. Kia ai ông cảnh sát cái kia, nhưng mà không phải là ông cảnh sát đụng phệ đâu. Ông cảnh sát đụng phệ đang láo ở đâu rồi ấy? Mà Thắng ở trong tù này, Thắng nhìn thấy là đang có hai tên tù nhân, nó đang nói chuyện gì với nhau kìa. Có người đang trốn thoát. Tôi nghĩ rằng tù nhân theo cách đó thì chả trốn thoát, chứ ngồi ở trong tù làm cái gì. Chỉ có hai cái thằng tâm thần nó mình ngồi ở kia nó nói chuyện như thế kia thôi. Còn đâu là bọn Thắng ở trong tù đã đào một cái đường hầm bí mật. Nhưng mà từ từ đã, nói chuyện với nó, tại sao mình lại nói chuyện được với cái con chuột này ư? Thử nói chuyện với nó xem nào. Khi mà cô thì nó bảo gì đâu. Con thấy nó bảo gì đâu. Xui dại mình à. Bảo mình nói chuyện với cái con chuột này, nhưng mà nói chuyện với nó không thèm nói lại. Quê quá. Thôi bây giờ là tìm sáng và đào mũi tên. Xin luôn cái sáng này nhá. Bọn Thắng đã dùng cái quán sáng này và đào ra một cái quán đường bí mật này. Nhưng mà thôi mẹ ơi, may là có cái con chuột này, nó tha cái quán sáng từ đâu vào đây Thắng cũng không biết được. Chỉ biết là bây giờ bọn Thắng có sáng ơi. Và cảm ơn chú chuột rất là nhiều nha. Còn bây giờ là bye bye. Hẹn gặp lại cái chú chuột. Không hẹn anh gặp lại chú chuột nữa, mà là hẹn gặp lại chú chuột ở bên ngoài, chứ không phải là gặp chuyện ở bên trong nữa. Đại ca này đi ra ngoài thôi, chứ còn ngồi ở trên giường làm cái gì. Đúng là ở tù lâu quá để bị tâm thần. Được rồi các bạn ơi, Thắng đã đạt được một cái quả đường hầm. Thế cả đây là ngọc lục bảo luôn, xịn xò con bò luôn. Cất cái sáng đi cho nó đỡ vướng mắt. Đây là một cái vàng vàng cái này. Còn đây là ngọc lưu ly. Nhưng mà bọn Thắng đào phải cái mê cung rồi anh em ơi. Bên này là vàng nhưng mà không có đường đi, đừng có đi ngược lại nhá. Không hỏi, chỗ này là than là cái chắc luôn. Mới đạt được ở cái tầng chỗ này là tầng thứ 10 mấy, tầng thứ 10 chứ mấy, mà có ngay cả vàng cả kim cương cả ngọc lục bảo, cái gì là cũng có luôn. Nhưng mà nghe có vẻ là đầu của Thắng là hơi bị to, còn đâu thân hình của Thắng nó nhỏ nhỏ sao? Thấy mũi tên này là sống xa rồi, rớt xuống bên này ok luôn. Nhưng mà vẫn xuống cái tầng này, là bên trên là tầng đất nha, còn dưới này là tầng đá này. Tầng đá kiểu gì mà đã có kim cương rồi. Không phải tầng đá, đúng rồi, tầng đá là cũng có vàng bạc kim cương châu báu này. Nhưng mà các bạn lại đúng rồi, Thắng ở trong tù, Thắng bị bỏ ăn lên là mình bị sút đi mấy chục cân luôn. Bây giờ là nhìn đầu của Thắng to cả thân hình của Thắng kia kìa. Không phải là mỗi một mình Thắng bị gầy đâu, mà là cái bạn lừa kia. Không phải là cả độc cái bạn lừa kia, mà là tất cả các bạn ở trong Roblox mở vô trong cái nhà tù này là cũng bị ngu luôn. Buồn cười nhờ, mình có chạm vào cái lức vàng ở bên dưới này đâu mà cũng rớt được luôn. Ok, nhảy mạnh lên bạn ơi, nhảy mạnh sang bên này nữa. Bạn nữ kia đâu? What? Ở cái mỏm đá kia nó có một cái quái gì mà Thắng cứ chạm vào cái đầu mỏm đá đây là Thắng bị bay luôn, bị rớt luôn. Nào sang bên này, mấy lần rồi mà vẫn chưa qua được, rồi sang bên này luôn anh em ơi. Được rồi, rồi. Ok luôn, bạn nữ kia không đợi mình rồi. Không đợi mình thì cũng phải đợi mình thôi, bởi vì là mấy bạn đây là có VIP Pro giống như là Thắng đâu mà đòi đi trước được Thắng. Ok, để Thắng nhảy cho mà coi này. Gì đây? Đúng. Wow, ui, nó xuống rồi. Nhìn cái quả cầu này là cũng dễ đấy, nhưng mà thực chất là thực chất nó khó lắm. Chỗ này là phải nhảy đều tay không nào rớt xuống ngay. Ui giời ơi. Wow. Ui giời ơi, qua được rồi. Thách nha, cho bạn nữ kia 1 triệu, bạn ấy không qua được luôn. Thôi, không phải đợi bạn đây làm cái gì, mình đi sang bên này luôn. Chạm vào cái con vịt này. Đây là con gà chứ không phải là con vịt, là ta sẽ được lưu màn và đi qua đây. Nhảy mấy cái xe mỏ, đúng rồi, mấy cái xe mỏ này, nhảy qua mấy cái xe mỏ này là dòng nước lava đúng không? Đây là cái dòng nước lava không, nhưng mà nhìn nó không có gì đáng sợ, chắc không phải là nước lava rồi, nó chỉ là cái dòng nước bị nhiễm độc mà thôi. Bạn này đi đứng lên làm cái gì? Bạn này nhìn cũng gầy nhàng luôn. Chỗ này là dòng điện đúng không? Hay là ở bên dưới này có điện nhỉ? Sao mấy cái que gỗ này độc trống lên đây thôi mà lúc nó cũng tỏa ra điện kìa. Hay là cái dòng nước này bên dưới nó có điện, xong bắt đầu là cắm mấy cái cây này lên thì là cũng phát ra điện. bạn. Mà Thắng nhắm trên cái dòng điện này thì Thắng không bị giật, thế lâu mình lạ chứ. Thôi đi qua rồi thì không cần phải tả lại nữa. Chắc là tí nữa là Thắng sẽ xuống hẳn cái tầng địa ngục luôn. Tầng địa ngục lại. Ủa cái gì đấy, sao lại chạm vào mình nhảy dưới mà. Thôi chơi game là không bao giờ sử dụng sự giúp lên nào. Wow, one hit luôn, chỗ này đơn giản luôn. Các bạn nhảy nhanh thì bạn quay nhanh, các bạn nhảy chậm thì bạn bị chết nhiều. Như thế thôi. Đi qua cái nhà sắt này, xong bắt đầu rớt xuống đây, lưu màn luôn. Ok, đang kiểm tra cái gì? Định lừa, ui giời ơi, định lừa mình đúng không? Uầy, hơi bị khói nha, nhưng mà là Thắng đã qua được rồi. Ok, lên luôn, quay đi, quay cả 360 độ mà cũng không bắt được Thắng. Rồi lên đúng không? Ui giời ơi, lên nè, nó lên thì Thắng sẽ đi qua. Đây. Ui giời ơi, qua. Được rồi, mấy cái tia laser này. Qua luôn, bắt đầu là rẽ sang bên trái, leo lên cái cột này. Lên chưa? Đừng có bảo là leo lên này, Thắng vẫn ở trong cái nhà tù đấy nhá. Biết ngay mà. Mình đi tù nhiều lên là mình biết rồi. May quá. Đi vào phòng tắm và trốn thoát, lại đi tắm đúng không? Lại đi tắm thì đi tắm. Vừa ở dưới kia bẩn nên là vào phòng tắm thôi. Nhà tắm ở bên này hay là nhà tắm ở bên kia ta? Nhà tắm ở bên trên tầng trên kia kìa. Một cái nhà tù rộng lớn. Lên nào. Boy, bathroom, phòng tắm dành cho con trai. Con gái là không được vô đây nha, bởi vì là cái nhà tù này cũng không có con gái đâu mà con gái vô đây. Lúc nào cũng chảy linh lang nước ra ngoài. Có một cái đường để Thắng nhảy xuống đi rồi. Có đường gì? Nhảy xuống thôi. Ui, đấy. Rất là buồn cười luôn. Thấy bạn chuột của mình ở đây rồi. Bạn chuột của mình có sự trợ giúp. Bạn chuột mình, chắc là con chuột này nó muốn nói chuyện với mình lắm, nhưng mà khi mà mình ấn nói chuyện với nó thì không thấy nó trả lời mình. Được rồi, bây giờ là nhảy xuống đây. Đúng không? Wow, không được á. Hình như là Thắng không được đi bên con chuột kia. Có con chuột kia là cố tình nó gợi ý Thắng để Thắng đi sang bên đấy. Bây giờ nó phải đi sang đấy. Đi sang bên này thì nó mới đúng này. Anh em ơi, bây giờ là rớt xuống thôi. Ok, rớt xuống rồi. Cẩn thận với mục tiêu. Mục tiêu đâu? Có thấy mục tiêu là cái gì đâu? Cái kìa, Thắng lại thấy cái bạn chuột của Thắng rồi. Nhưng mà Thắng đã đi qua cái bạn chuột của Thắng rồi. Uầy, đây là còng số 8. Nhảy qua mấy cái còng số 8 này. Nhưng mà còng số 8 là mỏng quá, thế là Thắng chạm mất vào lực rồi. Lao. Nhảy lên còng số 8. Kiểu gì nhở? Đi qua nước và kiểu gì ấy nhở? Đây. Đúng rồi. Nhảy qua được rồi anh em ơi. Hơi là bị khó đấy nha. Mấy cái điểm tiếp đất này nó bé xíu ra. Ui, ok luôn, qua được rồi. Có còng số 8 cái chìa khóa thôi. Cái gì thế? Bé quá đây nè. Mình chạm chân vào là mình cũng không biết luôn. Ok, đùa nhau à? Rõ ràng là mình rẽ rồi. Mình không chạm một tí gì luôn. Đấy, kiểu gì không biết nhở. Lát đùa mình rồi. Đấy, đi thẳng nha. Không rẽ nha anh em ơi. Đấy, lên nào. Ok, đúng rồi. Qua cái đoạn này là phải chính xác 100%, không là Thắng sẽ bị ngáo luôn. Bạn phải tìm cách ra khỏi đây. Biết rồi, đang tìm cách đây. Cứ nói nhiều làm cái gì? Cái công nó nhiều đấy. Thắng đi một phát là đúng đường luôn. Đùa ra. Hãy cẩn thận với nước axit. Rồi cái con chuột này hôm nay vẫn chưa lo chuyện được với Thắng rồi. Bây giờ Thắng mới đi nha. Chỗ là có nước axit là tất cả sắt ở chỗ đây sẽ hàn gì như thế này luôn. Wow. Lên luôn. Lên cầu thang này. Lại bắt mình nhảy cao rồi. Lên đến đây, xong bắt đầu là sang cái đường ống cống kia. Cứ bắt mình đi đường ống cống làm cái gì? Mình chỉ thích đi đường chính thôi, chứ không thích đi đường chui kiểu như này. Sợ ai? Có cái gì mà phải sợ. Được rồi, lại nhảy lên cái cầu thang này. Lên này nữa. Đi qua đây. Wow. What? Cái điều gì nó vừa xảy ra đấy mình đây? Mình nhảy lên cái cánh cửa đây rồi, nhưng mà không được. Rồi. Ok nha. Được rồi. Lúc này cũng nhảy như thế nhưng mà không qua được. Thế nên là Thắng phải nhảy lại thì mới qua được luôn. Lên nào. Mạnh lên. Được rồi, đúng lắm. Lên đến đỉnh tầng, đỉnh cái lọc nhà của nhà tù rồi. Bắc cua qua cái máy bán hàng tự động. Biết rồi, không phải nói. Mình chỉ cần mình nhìn là mình cũng biết nhảy rồi. Không cần hướng dẫn viên làm cái gì cả. Nhảy sang bên này hay quá đây. Nạ chị bắc cua qua mấy cái lon bia. Lên tảng đó rất nguy hiểm. Lên tảng cái gì? Đây là không phải tảng đá hay là cái gì cả. Đây chỉ là mấy cái hộp bia bọt gì đó. Mấy hộp lực tăng lực thôi. Ok, đến đó. Ơ, chứ không phải là đi thẳng một phát qua đây à? Wow, bên kia lại còn có mấy anh cảnh sát cơ động đang chĩa súng bắn mình kia kìa. Sợ quá, sợ quá. Đó, xuống này. Ok, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đấy, đường thẳng thì trả cho mình đi. Cứ bắt mình đi qua mấy cái đường lòng vòng như thế này. Mình chỉ thích đi đường tắt thôi. Nhanh thoát khỏi cái nhà tù này. Đấy, đi vòng vòng xong bắt đầu thì đó mình lại quay lại cái chỗ mà thằng rẽ vào đây bây giờ. Nào là... Wow, tự nhiên mình đi xuyên qua được thế kia. Kinh rồi, lên nè. Ôi, khéo, khéo. May quá bị rớt xuống đây chứ không phải là rớt xuống mấy cái ô lava. Vừa bảo xong, thế là Thắng bị rớt xuống luôn. Rồi, tại vì là mình đang bị kiệt sức rồi. Mình nhảy nhiều quá, mình đang bị kiệt sức rồi. Ok, lên nào, lên nào. Ơ, kiểu gì ấy nhở? Đây là kiểu như là nó có cái gì là mắc mình ấy. Một bậc nha, hai bậc nhá. Đấy. Rồi, lên nào, lên tiếp nào. Đấy. Nó cứ trôi mình xuống làm cái gì? Ok, lên nè. Nào, lên tiếp nè. Rồi, cánh cửa kia rồi. Nhảy lên đây. Hơi là bị ảo đấy nha. Nhảy lên tiếp đi. Được rồi, lưu màn cho đại ca ở chỗ này. Lại đi vào cái mê cung, nhưng mà cái mê cung này nó đơn giản hơn. Đó là cái mũi tên này nó chỉ Thắng chỉ cần đi theo cái mũi tên này là Thắng lại thấy một cái điểm để rớt xuống rồi. Ok, đi ra ngoài rồi biết ngay mà lại gặp luôn mấy cái anh cơ động ở ngoài kia. Nèo mấy cái anh cơ động. Ui, trước khi gặp được anh cơ động là Thắng phải đi qua. What? Phải nhảy qua mấy cái vạch màu xanh kia á? Đùa mình à? Đã lưỡi cưa quay loang đáng sợ như thế này rồi là còn bắt mình cứ nhảy nhọt trồng trọt làm cái gì? Ô, xe ke luôn, qua nữa luôn này. Hơi bị nguy hiểm đấy, còn mấy vạch nữa thôi. Rồi, cái vạch cuối cùng là Thắng đã đừng chạm vào chiếc cốc kia. Khổ quá mấy bạn ơi, trốn thoát ra khỏi cái nhà tù này mệt quá đây. Chưa hết cạm bẫy này mà đã nhìn thấy cái cạm bẫy khác rồi đấy. Đấy, đi hết cái chỗ cốc này, nó lại bảo mình lại vào đi, lại rớt xuống đây. Ui giời ơi, lại bắt mình đi cái đường vòng rồi. Nếu mà bây giờ đường vòng mà nó an toàn thì nó sẽ đi ngay, không kêu ca gì cả. Nhưng mà có điều là đường vòng nó cũng nguy hiểm, chả khác gì cái đường kia. Ui, các bạn này làm gì mà quần áo này không có, đầu tóc cũng không có. Ui, thôi sao? Thế là lỡ mất cái chuyến thuyền của mình rồi. Bực mình ghê cái bạn kia chỉ là người giả để đánh lạc hướng đáng thôi. Bây giờ nó phải đợi có tàu đang nhảy lên này. Tàu ơi, tàu nó xuất hiện một phát thôi nha là nó đây là nó sẽ phi một phát nhu điên luôn. May mà đang nhảy kịp đây. Nó chạm sang bên này thì bên kia là mới hiện lên. Chạm vào đây. Mà các bạn thấy không, thấy mấy cái bạn ở tù nhiệt tình không? Đoạn nào là cũng có người hướng dẫn nắng luôn. Đi lên trên thùng. Ok, anh biết rồi. Cái cả đây. Wow, oh my god, một tí xíu nữa thôi là Thắng sẽ bị rớt xuống. Ok, đó. Bên này nè, đâu, bên này nè, bên này nè. Hay quá, đi vào lỗ thông hơi. Đây, lại lỗ thông hơi nữa. Ui, đây là chú cảnh sát lực sĩ chứ không phải là bụng vệ nữa rồi mấy bạn ơi. Đó, còn bắt mình bắp cua ở trên không trung như thế này nữa, khác gì là đánh đố Thắng không? Nhảy qua mấy cái ô màu sắc này, ô hình tròn, xong bắt đầu luyện nô nhỏ này. Nhưng mà Thắng nhảy qua một cách cực kỳ là đơn giản như là đan gió luôn rồi. Sắp tới cái bác đại ca cảnh sát 7 mũi rồi. Ngày xưa là bác cảnh sát bụng vệ nhưng mà chắc là chê bác ấy nhiều quá, thế nên là bác đây đã tập gym và biến thành chú cảnh sát 7 mũi thôi. Bây giờ gọi thành chú cho là trẻ nha, không có bác bụng gì cả. Ô màu đỏ này. Mấy cái ô này đơn giản quá. Uầy. Chân tay cơ bắp thì ngon đấy, mỗi tội là răng là mọc hơi bị lợn sợn mấy bạn ạ. Ok, uầy, cái gì đây? Sao lại ăn thịt mình thế? Đùa nhau à? Chúng ta đã bị ăn thịt, chúng ta phải trốn thoát ngay bây giờ. Uầy, chẳng nhẽ cái ông cảnh sát này là ông cảnh sát thật ư mà lại ăn thịt được Thắng? Cứ tưởng nó chỉ là con robot thôi. Uầy, nó là người thật các bạn ơi. Ông cảnh sát là người thật, ăn kẹo quá. Mình nhảy lên que kem rồi mà vẫn bị rớt xuống à? Công nhận mà để trốn thoát ra khỏi cái nhà tù này là quá là vất vả quá. Cái gì thế? Mình đã không chạm vào. đừng có chạm vào một tí xỉn thôi là người ta cũng tính đấy. Kể cả bạn không chạm vào nhưng mà người ta vẫn tính cho bạn mà thôi. Ok, lên đây luôn. Bây giờ là đi qua đâu đây? Chỗ này là cái chỗ nhiều nước là chỗ nào? Là cái chỗ nào? Là cái dạ dày ư? Không phải đâu, dạ dày mình vừa đi qua rồi mà. Ui, ngăn nước rồi ngăn thức ăn. Đấy, bên trong cũng gọi laser luôn. Mỗi tội ở trong này là mình không thể nhảy được cao luôn, mình chỉ được nhảy thấp như thế này thôi. Rồi, đi qua đâu vậy? À, bây giờ là chọn một trong hai cái cánh cửa này. Cánh cửa bên này không sao. Không sao, nhưng mà đến cái cánh cửa cương là Thắng đã bị có sao rồi. Được rồi, lần này là mình đã rút kinh nghiệm nha. Bên này nha, xong bắt đầu là mình sẽ đi sang bên tay phải này. Ok luôn. Rồi, đi qua đâu đây? Chỗ này nghe có vẻ là giống xương vé đấy nhở. Nói chung là trong cái cơ thể của cái ông cảnh sát này là không giống cái cơ thể của chúng ta đâu. Lộn xộn xếp lung tung. Chỗ này tự nhiên lại có xương, thế là mình nhảy vào xương thì mình lại bị toi mạng rồi. Thôi, quả xương nhất, quả xương hai, quả xương thứ ba này. Ok luôn. Bây giờ leo lên cái quả xương vé này. Ở trong này kiểu gì ấy, Thắng không thể nhảy được cao, cho nên là mình dễ bị thiệt mạng ở trong này lắm. Được rồi, lại tới một cái hố nữa. Cái hố này là cái hố gì? Đây rồi. Tới cái hố phân rồi. Cứu Thắng với anh em ơi. Thế là nó chạm vào cái cục phân của cái ông cảnh sát đấy rồi. Thật là buồn mà. Nào. Wow. Rồi. Qua được rồi, qua được mấy cái cục xít của ông cảnh sát đấy rồi. Ê, what? Đùa nhau à? Qua được cái cục xít rồi nhưng mà mình có đang ở trong bụng của cái ông cảnh sát đấy không? Của ông cảnh xít đấy không? Mà vẫn chưa qua được mấy cái màn thử thách này. Được rồi. Hình như là đã ra khỏi cơ thể của ông cảnh sát 7 múi đấy rồi. Và bây giờ mình chỉ neo ra ngoài mà thôi. Chắc chắn tới cái chỗ này là gặp ngay cái chỗ chú cảnh sát cơ động luôn. Đấy. Ủa, không gặp mấy cái đại ca cảnh sát cơ động nữa mà là Thắng được đi tới cái máy bay trực thăng luôn. Đờ. Ra. À, không phải đâu. Kia. Mấy cái chú cảnh sát cơ động đang đứng ở đây này. What? Mình đi vào cái máy bay phát. Có lẽ là Thắng đi lên máy bay xong bắt đầu là bị mấy chú cảnh sát bắn pháo, bắn đạn. Thế là máy bay của thằng lỗ bùm như thế này lên gặp Diêm Vương luôn. À, quỷ xạ quá đấy, bạn không thể trốn thoát khỏi đây. Còn nâu tuổi gì nhìn đại ca trốn thoát đây cho mà sen này. Thì đấy, chọn một trong ba con đường à? Thôi sao con đường này là mình đã bị rớt xuống đây rồi. Quá là tội nghiệp cho Thắng Tê Tê luôn. Ok, con đường giữa không bị làm sao. Con đường này cũng không bị làm sao. Con đường cuối cùng chắc chắn là cái que bên này rồi. Vậy mình chọn quá là chính xác luôn. Không phải đang kiểm tra làm cái gì. Uầy, đoạn này là căng thẳng quá. Uầy, khó thực sự luôn. Đúng là trên ở địa ngục của khác. Bọn nó không muốn cho đang trốn thoát đi nè. Lên là nhảy là hơi bị khó luôn nha. Trời. Rồi ok anh em ơi. Đến chỗ này run quá. Toàn là màu đỏ rồi. Vừa trốn thoát khỏi cái địa ngục, vừa trốn thoát khỏi cái nhà tù của ông cảnh sát béo kia. Quá là một cái hành trình vất vả mà. Wow. Đi vào cái chỗ này này, chỗ trường này là Thắng nhảy cao luôn anh em ơi. Mỗi tội là nó màu đỏ lên là Thắng chả nhìn thấy một cái gì luôn, không nhìn thấy cái gì luôn. Wow. Như kiểu là mình đang đua trên bầu trời, giống ở trên tu đây cái gì à? Game gì? What? Game gì nó quên mất tiêu tên rồi. À, Play Together. Đúng rồi, Play Together. Ok luôn anh em ơi. Ok luôn, được rồi. Sang bên này. Sang bên này nữa này. Rồi. Nhảy thấp bên này thôi thì mới qua được chứ. Chỗ này nó qua đơn giản thôi nhưng mà mỗi tội là Thắng không nhìn thấy cái gì. Oh my god. Wow. Qua được rồi. Hay quá đây. Nào, chạm vào đây lưu mặt anh em ơi. Trời ơi, khó thực sự luôn. Đến chỗ này là Thắng nhảy cao nữa này. Trời ơi, các bạn ơi, vào đây cứu Thắng với. Có ai cứu Thắng không chứ? Thắng nhảy mệt quá rồi, hết sức rồi. À, xếp như này Thắng nhảy không được là phải rồi. Ok, là mình phải đứng ở giữa đây thì mới nhảy được nè. Rồi, đến cái chỗ này là cái gì đây? Bạn cần đến nó. Ok, thôi tạm biệt, bye bye nha. Oh my god, khổ quá các bạn ơi. Đi mãi rồi xong. Xong bắt đầu quay lại quay trở lại cái nhà tù và lại gặp cái ông cảnh sát 7 múi kia. Khổ Thắng quá. Có ai cứu Thắng không? Có ai cứu Thắng không? Wow. Lúc đấy là mình ở bên trong này đúng không? Chắc chắn luôn. Đi qua vượt qua bao nhiêu là cái thử thách như thế, xong mà bây giờ cuối cùng lại quay trở lại. Lúc đấy là ở đây có hai cái tên tù nhân nó ngồi nói chuyện với nhau ấy. Chắc là bị ông cảnh sát này thịt rồi. Chắc chắn luôn. Bị ông cảnh sát 7 múi này thịt rồi. Thôi làm thế nào bây giờ? Hình như ông ấy đang ngủ sao ấy. Thôi trong ông này ngủ lại đi xuống cái mũi tên này. Được rồi. Wow, hãy ra ngoài ngay bây giờ. Đúng rồi, mình ở bên ngoài này. Rồi, đi luôn. Đâu, nhưng mà đi ra ngoài đi đường nào? À, có đường ra ngoài rồi anh em ơi. Anh em ơi, cứu đang anh em ơi. Cái nhà tù này nó làm gì mà nó rộng như thế này, xây bằng công sức của tù nhân ư? Rộng quá đây. Đi từ bây giờ chắc là thằng này đi hết 1 tiếng rồi. Không phải đâu, đi hết 30 phút nhưng mà vẫn chưa có ai được luôn. Cái gì đấy, tìm dây và nhấp vào nó, lại tìm nữa. Có đùa Thắng không đây? Sao không đi từ lấy tới giờ mà không qua được? Làm cái gì? Tên kia bảo tìm dây, nó mà tìm cái quái gì mình cũng không biết được. Thôi, cứ nhảy lên đây thôi, chứ biết làm thế nào bây giờ. Rồi, bắt đầu. Không được chạm vào cái hàng rào gai sắt kia. Mà rõ ràng mình ở kia mình lưu màn rồi mà nó không tính cho mình à? Ok, chạm vào đây lưu màn. À đây, dây thừng đây. Ok, được, có dây thừng rồi. À, kia. Mình đã biết rồi. Bây giờ là quăng dây thừng. Ok, ui giời ơi, đây. Quăng dây thừng kia rồi. Wow, chú cảnh sát đã bắt được. Thôi, tốt nhất là không để ý cái gì cả. Bây giờ chỉ có hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất thôi, chứ không có nhìn lăng nhăng một cái gì cả. Lên đây nha. Lên cầu thang. Xong bắt đầu là nhảy lên đây. Lên nè. Cái gì đây? Cất cái này đi. Sao bạn nhảy lên bạn ơi? Có ai không cứu Thắng? May quá còn có 2 bằng tù nhân này. Được rồi, nhưng em ơi, cuối cùng là cô đã trốn thoát được khỏi cái nhà tù của ông cảnh sát 7 mũi cơ bắp cuồng đấy rồi. Bây giờ nhảy xuống đây đúng không? Đúng luôn. Uầy. Oh my god, cuối cùng chúng nó trở về được nhà rồi. Và nghịch luôn cái quả cầu trượt thế này. Từ đợi Thắng trượt một cái đã. Rồi, rồi ok các bạn ơi, Thắng mỏi quá rồi. Thì cái video ngày hôm nay của Thắng tới đây là kết thúc. Và Thắng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.